Xin chào các em học sinh lớp 8, rất vui được gặp lại các em trong video này. Hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo của Unit 1 là Part Grid. Là phần đọc nha các em, trang 13 và 14 trong sách giáo khoa. Và đây là nội dung của bài đọc trong sách giáo khoa trang 13 và 14. Cô show lên đây để cho các em dễ nhìn thấy ha. Phần này thì các em không cần phải ghi vào tập đâu. Rồi trước khi vào đọc cái đoạn này á, thì cô có một số từ mới cung cấp cho các em. Rồi bây giờ các em sẽ qua phần từ mới ha, new words. Rồi các em chú ý nè, lucky từ loại là tính từ có nghĩa là may mắn. Character từ loại là danh từ có nghĩa là tính nết, tính cách. Sociable từ loại là tính từ, nó đồng nghĩa với từ outgoing có nghĩa là hòa đồng. Extremely từ loại là trạng từ có nghĩa là vô cùng hoặc là cực kỳ. Generous từ loại là tính từ có nghĩa là hào phóng. Volunteer từ loại là tính từ có nghĩa là tình nguyện. Orphanage từ loại là danh từ có nghĩa là trại mồ côi. Hardworking từ loại là tính từ có nghĩa là chăm chỉ. Grade từ loại là danh từ có nghĩa là điểm số. Unlike từ loại là tính từ có nghĩa là không giống. Quite từ loại là trạng từ có nghĩa là khá. Reserve từ loại là tính từ có nghĩa là kín đáo dè dặt. Public từ loại là danh từ có nghĩa là nơi công cộng hoặc là cộng đồng. Peace từ loại là danh từ có nghĩa là hòa bình hoặc là sự yên bình. Quiet nó có hai từ loại. Nếu nó là danh từ thì mình dịch là sự yên lặng hoặc là sự yên tĩnh, còn nếu nó là tính từ thì mình bỏ cái chữ là sự đi, còn lại là yên lặng và yên tĩnh nha các em. Với lại lưu ý một điều nè, từ quiet và từ quiet nhiều bạn rất là dễ nhầm lẫn giữa hai cái từ này khi mà viết. Các em cần lưu ý cho cô ha. Từ khá đó thì tiếng Anh của nó mình đọc là quiet, còn cái yên lặng yên tĩnh đó thì tiếng Anh của nó mình đọc là quiet. Các em lưu ý hai từ này cho cô nha. Tiếp theo là chữ joke. Từ loại là danh từ có nghĩa là lời nói đùa hoặc là chuyện đùa. Sense of humor, các em đọc nói luôn ha, sense of humor. Từ loại là danh từ có nghĩa là óc hài hước hoặc là khiếu hài hước. Tiếp theo là mình có từ annoy, từ loại là động từ có nghĩa là làm khó chịu hoặc là làm bực mình. Although có nghĩa là mặc dù. Affect từ loại là động từ có nghĩa là ảnh hưởng. Take up có nghĩa là chiếm và mình thường dùng với thời gian. Get tired là phát chán. Rồi các em cần lưu ý một điều, những chữ mà cô tô màu đỏ đó là trọng âm mình sẽ đặt ngay cái những cái chữ tô màu đỏ này, các em lưu ý ha. Rồi bây giờ các em chú ý nghe cô đọc các từ mới. Lucky, lucky. Character, character. Sociable, sociable. Outgoing, outgoing. Extremely, extremely. Generous, generous. Volunteer, volunteer. Orphanage, orphanage. Hardworking, hardworking. Grade, grade. Unlike, unlike. Quite, quite. Reserved, reserved. Public, public. Peace, peace. Quiet, quiet. Joke, joke. Sense of humor, sense of humor. Annoy, annoy. Although, although. Affect, affect. Take up, đọc nói luôn nha các em. Take up. Get tired of, get tired of. Như vậy là đã xong phần từ mới. Các em cố gắng ghi các từ này vào trong tập và học thuộc lòng các từ này cho cô ha. Bên cạnh đó là các em phải tập đọc từ cho thật tốt. Bây giờ mình sẽ quay lại nội dung của bài đọc trong sách giáo khoa trang 13 và 14. Rồi bây giờ cô sẽ đọc cho các em nghe cái phần bài đọc này ha. Ba is talking about his friends. I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bảo, Khải and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character. Bảo is the most sociable. He is also extremely kind and generous.
He spends his free time doing volunteer work at a local orphanage. And he is a hardworking student who always gets good grades. Anh Lai bảo, Khải and Song are quite reserved in public. Both boys enjoy school, but they prefer to be outside the classroom. Song is our school star soccer player, and Khải likes the peace and quiet of the local library. I am not as outgoing as Bảo, but I enjoy telling jokes. My friends usually enjoy my sense of humor. However, sometimes my jokes annoy them. Although we have quite different characters, the four of us are very close friends. Như vậy là cô đã đọc xong cái bài đọc này rồi. Các em gắng cố gắng ở nhà tập đọc cái bài văn này nha. À, bây giờ cô sẽ đi vào dịch nội dung cho các em hiểu về cái đoạn này ha. À, ba đang nói về các người bạn của cậu ấy. Tôi đủ may mắn để có nhiều bạn bè. À, trong tất cả những người bạn của tôi, Bảo, Khải và Song là những người mà tôi dành thời gian nhiều nhất. Mỗi chúng tôi, ha, tuy nhiên mỗi chúng tôi có tính cách khác nhau. Bảo là người hòa đồng nhất. Cậu ấy thì cực kỳ tử tế và hào phóng. Cậu ấy dành thời gian rảnh rỗi của mình để làm công việc tình nguyện tại một trại mồ côi của địa phương. Và cậu ấy là một học sinh chăm chỉ, luôn đạt được điểm tốt. Không giống Bảo, Khải và Song thì khá là dè dặt trong cộng đồng. Nhưng cả hai cậu con trai này đều thích trường học, nhưng họ thích ở bên ngoài lớp học hơn. Song là một cầu thủ, là một ngôi sao bóng đá của trường của chúng tôi. Và Khải thích cái sự yên bình và sự tĩnh lặng của thư viện cộng đồng, của thư viện địa phương nha các em. Local đây là thuộc về địa phương ha. Cô dịch lại ha, là thư viện địa phương. Rồi, tôi thì không có hòa đồng giống như Bảo, nhưng mà tôi thích kể chuyện cười. Những người bạn của tôi thường là thích cái khiếu hài hước của tôi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thì những câu chuyện cười của tôi lại làm cho họ bực mình. Mặc dù chúng tôi có tính cách khá là khác nhau, nhưng mà bốn chúng tôi là những người bạn vô cùng thân thiết. Đó là nội dung của cái bài đọc này đó các em. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái phần bài tập. Bài tập số 1 nè, choose the best answer and write. Chọn câu trả lời đúng nhất ha và viết. Rồi, cái bài đọc này các em. Rồi, bây giờ ở đây bài tập số 1 nó có 4 câu. Ha, đây là bài tập trắc nghiệm, nó đã cho sẵn đáp án rồi, mình chỉ việc chọn thôi. Dựa vào bài đọc ha, dựa vào nội dung bài đọc để mình chọn đáp án cho nó đúng. Bây giờ mình đi vào câu A. Ba nói về. Rồi, để nói về ở đây người ta cho số lượng nè. Vậy là nói về bao nhiêu người trong số các bạn của ba. Câu A là ba nè, câu B là tất cả, câu C là bốn và câu D nên có nghĩa là không nói về ai hết. Là không có ai hết. Bây giờ mình nhìn lên cái bài đọc cho cô nè. Cái câu đầu tiên, tôi thật sự may mắn có được nhiều bạn trong tất cả những người bạn của tôi, Bảo, Khải và Song. Vậy là nói về ba người ha, nói về ba người. Vậy là mình sẽ chọn đáp án A là câu trả lời cho câu A này luôn. 3. Rồi tiếp theo câu B, công việc tình nguyện của Bảo. Bây giờ công việc tình nguyện của Bảo người ta cho các án sau. Câu A là gì đây? Giúp cho cậu ấy có được bạn bè. Còn câu B là gây ra những vấn đề tại thời gian thi cử. Còn câu C là không ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy. Còn câu D là chiếm nhiều thời gian. Bây giờ mình sẽ nhìn vào bài đọc cho cô.
Đoạn thứ hai nè, có chữ Bảo nè, là người hòa đồng nhất nè. Rồi cực kỳ tốt bụng và hào phóng nè. Dành thời gian rảnh làm công việc tình nguyện nè. Rồi là học sinh chăm chỉ luôn được điểm cao. Luôn được điểm cao như vậy là sao? À, mặc dù làm công việc tình nguyện nhưng mà vẫn không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Vậy là mình sẽ chọn đáp án là câu C. Còn ba nội dung còn lại là không có trong bài ha. Rồi tiếp theo câu C nè các em. Khải hèn xong. Rồi mình nhìn vào cái đoạn thứ 3. Không giống như Bảo, Khải và Song khá là dè dặt trong cộng đồng. Rồi vậy mình nhìn coi. Ở đây là câu A là like quiet place, là thích những nơi yên tĩnh. Còn câu B là không nói nhiều trong cộng đồng. Câu C là ghét trường học và câu D là thích thể thao. Bây giờ mình coi coi tiếp theo nha. Cả hai người này thì rất là thích trường học nè, nhưng mà thích ở bên ngoài phòng học hơn. Xong làm ngôi sao bóng đá của trường. Còn Khải thì thích sự yên tĩnh, sự yên bình của thư viện địa phương. Như vậy mình thấy đáp án ở đây là gì? Cả hai người này đều rất là dè dặt. Dè dặt có nghĩa là không có nói nhiều đó các em. Như vậy câu C này mình sẽ chọn đáp án là B. Don't talk much in public. Câu D. Ba friends sometimes. Những người bạn của ba thỉnh thoảng. His joke là câu chuyện cười của cậu ấy. Câu A là answer là trả lời nè. Câu B là do not listen to là không có lắng nghe. Câu C là laugh at là cười. Câu D là get tired of là phát chán. Như vậy coi mình nhìn coi những người bạn của ba như thế nào đây. Ba là người xưng tôi trong câu chuyện này nha các em này. Tôi không có hòa đồng như Bảo nhưng mà tôi thích kể chuyện cười. Những người bạn của tôi luôn thích những câu thích cái khiếu hài hước của tôi. Tuy nhiên thỉnh thoảng chuyện cười hoặc là chuyện đùa của tôi đó làm cho họ bực mình. Như vậy là bực mình ở đây mình sẽ chọn cái từ hơi hơi gần nghĩa, đó là câu D, get tired of, là phát chán đó. Như vậy là mình đã xong bài tập số 1. Tiếp theo mình sẽ qua bài tập số 2. Bài tập này yêu cầu là answer the questions, là trả lời câu hỏi. Ở đây mình có tất cả là 2, 4, 6 câu hỏi nha các em. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào giải quyết từng câu. Câu A nè. How does ba feel having a lot of friends? Ba cảm thấy như thế nào khi mà có được nhiều bạn? Rồi mình nhìn vào cái đoạn đầu tiên và câu đầu tiên luôn. Tôi thật sự may mắn khi có nhiều bạn. Như vậy mình sẽ trả lời câu này theo cấu trúc của câu hỏi là ba cảm thấy may mắn thì mình sẽ có là ba feels lucky having a lot of friends. Chính là câu trả lời. Đó, các em lưu ý ha. Ba feels lucky having a lot of friends. Cảm thấy may mắn khi có nhiều bạn. Rồi tiếp theo là câu B. Who is the most sociable? Ai là người hòa đồng nhất? Nhìn vào cái đoạn thứ hai câu đầu tiên luôn. Bảo is the most sociable. Vậy đây chính là câu trả lời cho câu B. Rồi tiếp theo câu C. Who likes reading? Ai thích đọc sách? Hồi nãy cô có dịch cho mình nghe rồi đó. Ai đây ta? Đây, Song thì là ngôi sao bóng đá của trường. Còn Khải thì thích sự yên bình và tĩnh lặng của thư viện địa phương. Như vậy người thích đọc sách ở đây chính là Khải. Ha, Khải likes reading. Tiếp theo câu D. Một điều mà xấu hoặc là tệ về những câu chuyện đùa của ba là gì? Giờ mình nhìn ở cái phần đoạn thứ tư. Đây. Ba thì thích nói chuyện đùa lắm mà bạn bè của cậu ấy cũng thích khiếu hài hước. Tuy nhiên thỉnh thoảng thì những câu chuyện đùa làm cho họ bực mình. Như vậy đó chính là câu trả lời đây. Một điều mà tệ hoặc là xấu về câu chuyện, những câu chuyện cười của ba là thỉnh thoảng những cái lời nói đùa hoặc là câu chuyện đùa của cậu ấy làm cho bạn bè bực mình. Đó chính là câu trả lời của câu D. Qua câu E. Whether Bảo spend his free time, Bảo dành thời gian rảnh của mình ở đâu? Bây giờ các em nhìn cho cô nha.
Bây giờ bảo sao đây? Bảo đây, dòng thứ đoạn thứ hai. Hòa đồng nè, và cực kỳ tử tế, hào phóng, dành thời gian rảnh để làm công việc tình nguyện tại trại mồ côi của địa phương. Đó, như vậy mình có đáp án của câu này là Bảo spend his free time doing volunteer work at a local orphanage. Tiếp theo là câu F. Do you and your friends have the same or different character? Bạn và những người bạn của bạn là có cùng tính cách hay là khác tính cách? Đây là câu hỏi lựa chọn chứ không phải là câu hỏi yes no nha các em. Và câu hỏi này là của bản thân các em ha, chứ không có liên quan tới bài đọc. Và ở đây cô gợi ý câu trả lời cho mình như sau. We have the same character là chúng tôi có cùng tính cách. Còn các bạn nào mà bạn của mình á, khác tính cách với mình thì mình có thể chọn câu trả lời là We have quite different character là chúng tôi có tính cách khá là khác nhau. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái 6 câu trả lời cho 6 câu hỏi tương ứng trong phần 2 của việc trả lời câu hỏi rồi ha các em. Rồi các em chép cái đáp án của các câu hỏi này vào tập cho cô. Tiếp theo là phần bài tập về nhà. Đầu tiên là learn new words by heart là học thuộc lòng từ mới. Thứ hai là practice reading more at home là thực hành đọc nhiều hơn tại nhà. Prepare Unit 1 Language Focus by 16-17 như là chuẩn bị Unit 1 phần Language Focus trang 16 và trang 17. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Rất cảm ơn các em đã chú ý theo dõi video này. Hẹn gặp lại các em vào video sau nha.